Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế cộng đồng của Đài Lứt Sài Gòn TV phát hình hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Kính thưa quý vị, như thường lệ, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị anh Phong Trần. Xin kính chào anh Phong Trần. Dạ, xin kính chào quý vị và kính chào bác sĩ Toàn và bác sĩ Nhật. Thưa quý vị, thì anh Phong Trần là một người chuyên gia về bảo hiểm, về tất cả mọi chương trình bảo hiểm thương mại mà chúng tôi đã có anh Phong Trần từ vài tuần lễ qua. Và cái người thứ hai là bác sĩ Dylan Nhân Trần. Xin kính chào bác sĩ Dylan Nhân Trần. Dạ, kính chào bác sĩ Toản, kính chào anh Phong, kính chào quý vị. Dạ, anh Dylan Nhân Trần là một bác sĩ chuyên môn về bác sĩ gia đình. Kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta là ngày 19 của anh Phong Trần. Dạ vâng. Là từ ngày 15 đến tháng 10 đó, chúng ta bắt đầu đã vào cái open season là mùa ghi danh. Thành ra cái chuyện này nó rất là quan trọng. Quan trọng đối với những người trên 65 tuổi hiện bây giờ đang có Medicare hoặc là Medicare, Medi-Cal, cả hai, Medi-Medi, phải không? Thì câu như thường lệ thì hôm nay chúng tôi có lẽ là để ngắn gọn, để một lần nữa nhắc lại có nhiều câu hỏi của quý vị bệnh nhân mà thắc mắc. Quý vị hiện bây giờ đang là thành viên của OneCare mà họ cứ nhận được rất là nhiều form khác nhau, cứ 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày họ nhận được cái form của Captima nói về chương trình OneCare Connect, bác sĩ Nhân. Những người hiện bây giờ họ đã làm ở trong chương trình OneCare rồi thì họ phải làm gì bác sĩ Nhân? Dạ. Số nhất, nếu mà quý vị đã trong chương trình OneCare thì quý vị nhận mấy cái thơ này quý vị không cần làm gì hết á. Quý vị có thể bỏ thùng rác cũng được. À, hay là nếu quý vị thắc mắc thì quý vị cứ đem lên phòng mạch của bác sĩ của quý vị. Nhưng mà thật ra mấy cái hai cái thơ nó sẽ gửi ra hai cái thơ, một cái màu xanh lá cây, một cái màu xanh. Nó chỉ gửi ra cái này, nó nói đó là nó báo cáo cho quý vị đó biết đó là nếu quý vị có OneCare đó thì đầu tây tháng giêng năm 2016 đó nó sẽ đổi cái tên từ OneCare to OneCare Connect thôi, nhưng mà cái chương trình nó cũng giống nhau lắm, nó cũng không có thay đổi gì nhiều hết đó. Thì nó tóm lại thì quý vị không phải làm gì hết, trừ một trường hợp là quý vị muốn đổi bác sĩ gia đình, muốn đổi tổ hợp thì mới cũng phải nói lên thôi. Thì tôi nghĩ là có hai chuyện. Nếu hiện bây giờ quý vị đã thỏa mãn với những gì quý vị đang có ở trong chương trình OneCare và thỏa mãn đối với bác sĩ gia đình quý vị, thì quý vị chẳng làm gì hết. Là trừ trường hợp nếu quý vị muốn thay đổi, chuyển đổi ví dụ bác sĩ gia đình này sang bác sĩ gia đình khác, hay là từ tổ hợp này sang tổ hợp khác, thì cái hay nhất bác sĩ cũng nên đem cái form, cái mẫu đơn đó tới gặp bác sĩ gia đình mà quý vị muốn. Ví dụ quý vị muốn bác sĩ mới thì bác sĩ đem bác sĩ đó và giúp tôi đổi sang ông đi, thì là nó sẽ mọi chuyện sẽ xong, hết tất cả. Thì đó là về vấn đề OneCare, thì tôi nghĩ là bây giờ đủ rồi bác sĩ Nhân. Bây giờ trở lại thế này, trong mùa season, trong cái mùa mà ghi danh này đó, từ bắt nó có hiệu lực từ 15 tháng 10 đến ngày nào bác sĩ Nhân Phong? Dạ, thì bây giờ là open enrollment cho Medicare Advantage and Medicare Supplement thì bắt đầu là ngày hôm 15 mới qua đây và hết hạn là tháng 12 ngày mùng 7. Ok. Thì quý vị nên một là enroll your Medicare Advantage, hai là supplement, tại vì nếu không thì mình sẽ bị có một cái gap trong cái coverage của cái Medicare benefit của mình. Yeah. Bây giờ trở lại, nếu mà những cái bệnh nhân ở trong cái dạng mà Medi, tức nghĩa là vừa mới có Medicare, mấy cái người đó hiện giờ đang đi tự do, mình vẫn phải chọn Part D, phải anh Phong? Dạ, thì cái Medi thì đã có Part D trong cái phần Medi-Cal của họ rồi, đúng thì rồi, họ không có cần chọn. Nhưng mà nếu mà họ không có cái Medi đó, chỉ có cái Medicare mà không có cái Medi-Cal đó, thì họ có thể mua cái phần supplement lúc đó, một cái phần Part D. Dạ. Thì lỗi ngắt lời anh Phong thế này. Nếu mà quý vị hiện bây giờ đang ở trong dạng Medi mà quý vị đi tự do, theo tôi hiểu, quý vị vẫn phải chọn Part D. Vẫn phải chọn Part D. Trừ trường hợp vô Medicare Advantage như anh nói thì nó include rồi. Chứ còn quý vị vẫn phải chọn Part D nếu quý vị đi tự do. Cái theo Phong hiểu thì cái Part D nó trùng với lại cái Medi đó bác sĩ. Vâng, thì thường thế này anh Phong, cái Medi-Cal nó chỉ cover một số thôi. Yeah. Nhưng mà cái Medicare cái số nó lại khác nữa. Yeah. Hai cái đó trừ trường hợp ở trong OneCare hay là trường hợp quý vị ở trong Medicare Advantage thì tự nhiên là cái Part D nó không cần phải lo nữa. Nhưng mà ngược lại, nếu mà đi tôi thấy là nhiều quý vị cứ nói là tôi đi tự do là tôi có Medi
Thì nếu mà nói tự do tôi đi Medibee là hiện bây giờ quý vị chưa có bác sĩ gia đình, thì đầu tiên phải nhắc lại là quý vị chưa có bác sĩ gia đình. Và quý vị là tự biên tự diễn, là tự quý vị muốn đi bác sĩ nào cũng được, nghĩa là bác sĩ hai ba bác sĩ gia đình cũng được, đi bác sĩ chuyên môn nào cũng được. Nhưng mà có chỉ có cái bất lợi là hiện nay đó thì quý vị đi như vậy đó thì phân về Medicare thì cao thì mà nó lo. Nhưng phần Medicare vẫn là thuộc Medicare. Thành ra những cái thuốc lợi về thuốc của quý vị với Medicare thì cao thì mà nó lo. Nhưng mà phúc lợi về thuốc mà nó thuộc về Medicare vẫn phải chọn bạc đi. Dạ đúng. Thì tôi hiểu là như vậy. Dạ đúng. Cái đó thì đúng. Dạ vâng. Dạ. Thì cái phần mà Medicare của mình á thì họ bắt là mình phải enroll vô cái part D. Dạ. Dạ. Thì cái một câu hỏi cái bây giờ thêm với quý vị là thế này, có nhiều quý vị đi tự do ở trong dạng Medicare hiện nay đó, quý vị phải chọn một chương trình drug part D cho phần Medicare của quý vị. Đúng. Mà nhiều người không biết cái chuyện đó. Mấy người cứ tự nhiên nó xảy ra. Thật ra thì thường thường là hoặc là dược sĩ quý vị chọn cho quý vị rồi, hoặc là bác sĩ gia đình cũng chọn quý vị rồi. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ là nếu mà quý vị có thắc mắc thì anh Phong là cái người có thể giúp quý vị được để chọn cái bạc đi cho nó đúng để cái những thuốc men của quý vị, phải anh Phong? Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ trở lại anh Phong, cái bạc đúc cái gọi là donut hole là cái gì? Rất là nhiều người hỏi, tại vì khi họ đi có cái bạc đi thì họ chạy tới họ, có người thì mua, tại họ chọn nhiều cái drug plan khác nhau. Rồi có người họ phải đóng tiền hàng tháng, có người phải đóng một năm một lần thôi, không phải trả thêm nữa. Rồi nhưng mà tự nhiên nó khi họ rơi vào cái gọi là cái donut hole, họ phải trả tiền, thì họ lại rất là thắc mắc. Thì anh Phong có câu trả lời gì không? Để cái trả lời khán giả về vấn đề cái donut hole. Dạ, thì cái donut hole của năm ngoái cỡ 2.800, 2.900 một năm thôi. Thì mình sau khi mình xài cái số tiền đó mình sẽ bị vô cái donut hole. Năm 2016 cái limit mới là 3.310 đồng. Thí dụ như mình đi vô mua thuốc, mình trả cái copay. Cái copay của mình thường thường là nếu mà mình dùng generic thì mình sẽ không phải lo bị vô cái donut hole. Cái donut hole là lúc mình vô trong đó là hãng bảo hiểm họ sẽ không có cover cho mình nữa và mình phải trả cái số tiền rất là cao. Thì nếu mà mình lựa thí dụ như brand name hoặc là mỗi thuốc nó có một cái level 1, 2, 3, 4, 5, 6, nếu mà cái tier của mình nó càng cao đó thì cái copay của mình càng cao, cái thuốc nó mắc hơn. Thì mình mà thường thường mình dùng mấy cái mà thuốc mà có hiệu đó thì cái actual cost cái thuốc của nó thường thường mình trả copay là 30 đồng đi, cái thuốc nó cái true cost của thuốc nó cỡ 100 mấy chục đồng cho cái thuốc đó. Nếu mà cái total cost của mình đã consume hoặc là mình ăn vô 3.310 đồng cái tiền thuốc đó, thì lúc đó mình sẽ bị vô cái donut hole. Thì lúc đó cái copay của mình rất là cao. Thay vì mình đi pharmacy mình trả là 30 đồng copay thì mình phải trả cỡ mấy trăm đồng. Thì lúc đó bảo ủa tại sao tháng trước mình trả có mấy chục mà bây giờ mình phải trả mấy trăm. Đó thì chừng nào mình ăn hết hay là out of pocket của mình đến 4.850 đồng đó, thì lúc đó mình mới get out of cái donut hole. Thì theo Phong nghĩ nếu mà mình xin bác sĩ mình cho mình cái thuốc như là generic thôi đó thì mình sẽ không có phải lo lắng về cái donut hole. Để hỏi anh Phong đó là cái donut hole này là cho mấy người mà có Medicare Advantage hay là tất cả. Medicare Advantage và Medi và Medicare Supplement cũng dạ vâng, không? Dạ vâng. Tất cả quý vị nào mà có Medi hoặc là Medicare. Yeah. Anything. Drug plan là Part D đó là sẽ bị cái donut hole. Yeah. Vâng, thì để cho nó sáng tỏ vấn đề thêm cho quý vị biết là thế này. Hiện bây giờ quý vị nào ví dụ ở Medi thì cái Medi-Cal thì là Captima về cái chương trình nó của liên tiểu bang nó lo. Còn Medicare đó là của liên bang nó lo. Thế nên hai phần cái thuốc đó nó có rất là nhiều cái overlap giống nhau. Thế nên đôi khi quý vị không thấy, không cảm nhận cái chuyện đó. Nhưng mà khi quý vị, tại vì cái nếu mà Medicare, cái chương trình Medicare đó nó dùng cho những người trên 65 tuổi đã đi làm và đã hồi hưu. Thành ra những cái người đó, họ chính phủ muốn cho ý thức họ biết là tiền xài quá rồi đó. Chẳng hạn như anh Phong nói là khi quý vị xài trên 3.000 mấy anh Phong ha? Cái 3.310 đồng.
là cái true cost của cái thuốc, chứ không phải là mình xài cái copay 30 đồng, không phải. Mình xài copay 30 đồng nhưng mà cái thuốc nó là 150 đi. Đúng rồi. Đó, thì mà mình ăn vô 3.310 đồng cái thuốc đó đó, là lúc đó mình sẽ bị vô cái donut hole. Để cho nó dễ hiểu là khi nào quý vị đi mua thuốc, dược sĩ chạc cho chính phủ, chạc chính phủ là 3.310 đồng, phải không? Tổng cộng. Thì lúc đó là cái donut hole nó kick in. Số 1, dược sĩ có bổn phận nhắc cho quý vị là quý vị phải trả thêm tiền copayment cao hơn ngày xưa. Ừ. Cũng như chính phủ muốn nhắc quý vị là quý vị đã xài một số tiền tương đối nó đã hơi nhiều rồi cho cái vấn đề thuốc men quý vị, để nhắc nhở quý vị. Rồi khi mà nó lên tới 4.000... Cái 3.310 đồng là cái true cost của đúng cái rồi, thuốc. Cái thuốc, đúng rồi. Xong rồi cái out of pocket của mình phải trả là 4.850 là cái số khác. Là thí dụ mình mỗi lần mình trả 30 đồng hoặc là 65 đồng copay cho mấy cái thuốc mà có hiệu đó, thì chừng nào mình bỏ ra túi 4.850 đồng cho một năm đó, thì lúc đó mình sẽ go out of cái donut hole. Vâng, thì thưa quý vị, ví dụ như một người, một người mà ở trong cái dạng mà Medicare đó, mà donut hole mà nằm ở trong, ví dụ họ đi một xài thuốc, có nhiều thuốc bây giờ đã một viên cả ngàn đồng mà chỉ cho xài, tính là tiền túi mà bỏ ra để phải trả cái tiền mà thuốc đó, vào anh Phong, kể cả copayment đó, mà trong cái tiền thuốc, trong cái vùng donut hole đó, sau 3.100 đó, thì họ phải trả thêm 4.000 nữa, phải không? Dạ, tổng cộng ra túi 4.850 đồng. Lúc đó chính phủ mới kick in, lúc đó lại kick in lại. Dạ vâng. Thế nó cần lại trở lại cái tình trạng bình thường. Dạ vâng. Nó rất là rắc rối. Dạ vâng. Thành ra bác sĩ Nhân có ý kiến gì về cái chương trình đốt cái phần donut hole này nữa không? Dạ, thì các nghĩa cho quý vị, tiếng Mỹ nó gọi là donut hole, là cái bánh donut đó, thì nó có cái lỗ, nghĩa là đó, nếu mà mình xài quá lố đó thì cái tiền nó xuống cái lỗ đó, nó nghĩa là nó mất đi hết cái tiền đó rồi, thành ra nó gọi là donut hole là tại vậy đó. Thành ra tức là nó có một cái lỗ khoảng, thành ra mình dùng hết tiền đó thì mình bỏ vô thôi. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến xin phần đầu tiên xin tạm gián đoạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào phần thứ hai của chương trình của ngày hôm nay, sau những quảng cáo của những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Cảm ơn quý vị.